Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tần 56.7 Galaxy 19. Ngày thứ 6 rồi, quý vị sẽ làm gì? Sẽ có nhiều niềm vui, an bình trong gia đình với nhau. Thế nhưng thời tiết ở tại miền Nam California hơi nóng hơn một chút xíu. Sáng nay chúng tôi đi nghe có nơi lên tới 98 độ. Coachella Valley, cái khu vực mà quý vị đi trên xa lộ 10 đi thẳng qua phía đông hướng về Arizona. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì thời tiết bắt đầu nóng bức lên rồi, không có còn mát mẻ, dễ chịu như là từ đầu tuần cho đến hôm thứ năm nữa. Hôm nay trung bình ở Westminster và Garden Grove lên cao nhất là vào khoảng 83 cho đến 85 độ, 83 là ở Westminster Garden Grove, còn 85 là đi dần về Anaheim rồi đi lên Riverside thưa quý vị. Nhưng mà thứ bảy, chủ nhật mới là hai ngày mà nóng nhất. Hai ngày này nhiệt độ lên từ 90 cho đến 93, và đặc biệt là vào cuối tuần này thì độ ẩm cũng giảm đi rất là nhiều thưa quý vị, không có còn được trên 50% nữa, mà vào thứ bảy độ ẩm rớt xuống còn có khoảng 47 cho đến 49 độ mà thôi. Trời hơi nóng và khô, cũng chính vì vậy mà các giới chức họ đưa ra cái khuyến cáo là có thể sẽ có nhiều nơi bị hỏa hoạn, cho nên cũng khuyến cáo mọi người là hút thuốc, đừng có quăng tàn thuốc khi mà chưa có dập lửa đi. Và sáng nay cơn bão Imelda đã hướng về phía bắc của tiểu bang Texas, có nghĩa là đi về hướng Dallas, sau khi đã gây ảnh hưởng quá lớn ở Houston và vùng phía đông nam Texas từ Galveston đến Houston. Đây là những hình ảnh mới nhất vừa được các đài truyền hình Mỹ đưa ra thưa quý vị. Có sáng nay lực lượng cứu nạn đã phải đi đến rất nhiều nơi để mà dọn dẹp các xa lộ lớn. Đa phần là từ chiều ngày hôm qua, nhiều cả ngàn chiếc xe đã bị chìm trong lũ. Và điều này để cho thấy qua cái cuộc phỏng vấn của những cư dân ở Houston, cái sự ỷ y khá nhiều thưa quý vị. Chúng tôi theo dõi, phần lớn họ nói rằng họ không nghĩ là bị lụt lội như thế, mà trong lúc đó tin tức của chúng ta thời tiết dự báo là đã lên tới 36-48 inches. Cái điều đó thì hầu như ai cũng biết cả, nhưng mà cư dân của Houston thì dường như họ không để ý. Sáng nay kể lại một câu chuyện của một người cư dân ở cái khu vực Katy. Katy nằm ở phía đông Houston, cũng là nơi có đông cộng đồng người Việt cư ngụ và cũng là nơi cơn bão Harvey đã gây ảnh hưởng rất lớn. Một người đàn ông, đây cũng là một cái thí dụ điển hình cho thấy cư dân ở trong khu vực này. Ông nói rằng sáng ngày hôm qua tôi vẫn đưa mấy đứa nhỏ đi học bình thường, không có gì cả. Khi mà tôi về nhà đang trong lúc làm việc thì tự nhiên nghe trường học báo, bữa lúc đó đã thấy mưa rồi. Thì nghe trường báo tới là ông ơi, ông phải mang đến trường mang mấy đứa nhỏ về, lũ lụt dữ quá. Thế là ông chạy tới trường, ông đón, và cũng may mắn là lúc đó là còn xe cộ người ta đã đến sở làm rồi. Thế thì khi rước con về đến nhà thì khi vào trong nhà thì thấy nước ở trong nhà đã lên tới 5 inches thưa quý vị. Cả cái khu vực thấp trũng của KD đó, ngay lập tức ổng đã vào trong nhà lấy một mớ đồ và ngay lái rời xe đi ra khỏi vùng KD và hướng về phía San Antonio. Và cho tới 4-5 giờ chiều hôm qua ổng mới tới nơi, bởi vì đường phố đã bị chặn hết rồi. Sáng nay thì tin tức ghi nhận được 2 người thiệt mạng, 1.000 vụ cấp cứu ở trong cái cơn bão Imelda này. Và hình ảnh từ chiều ngày hôm qua cho thấy rằng trên các xa lộ người ta vẫn tiếp tục chạy và tìm kiếm. Nhiều người đi làm lái xe về nhà đó thưa quý vị, kẹt giữa đường, và nhiều người đã bỏ xe ở giữa đường để đi tới cái chỗ cao hơn để núp, chẳng hạn như có những
cây xăng hoặc là những cái khu vực cao trong Walmart v.v. Và chưa hết, xe cộ thì kẹt và người ta tìm cách để cứu nguy những cái người lân cận. Tin tức sáng nay chúng tôi ghi nhận được ngay ở đường phố Bel Air ở Houston, là nơi trung tâm của cộng đồng người Việt. Chúng tôi cũng có những người bạn ở đây báo cho biết sáng nay là hôm qua có nhiều hiệp sĩ người Việt. Những người này có xe lớn, thậm chí có những cái chiếc tàu đó, họ đã đổ xô nhau ra đường để hỗ trợ. Rất nhiều các chiếc xe bị chết máy, ngập ở trên đường phố hết, và họ bỏ đống la liệt hết luôn. Cho nên chỉ mới 2 năm từ cái cơn bão Harvey 2017, nhiều căn nhà mới vừa được sửa xong, Thảo Yên. Nhiều người họ không bỏ đi đó, họ mới vừa sửa mới cái nhà xong, bây giờ thì căn nhà của họ tiếp tục, không biết họ sẽ còn quay lại để mà sửa chữa nữa hay không, thưa quý vị. Tình trạng rất là thê thảm trong ngày hôm nay. Mà chưa hết, hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận đó là đây là các cơn bão đang hình thành ở vùng Đại Tây Dương với Thái Bình Dương. Imelda thì đã vào rồi, nhưng mà ở bên Thái Bình Dương của Mỹ đó, California chúng ta cũng cần bão lắm. Nói như thế để chúng ta có nước chung gì chứ, bởi vì ở Thái Bình Dương mà biển lạnh như thế đó, khó có mà bão lớn gây ảnh hưởng lắm. Lụt lội thì có Garden Grove, nhưng chỉ có vài tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta rất là cần mưa, hạn hán mà. Kiko, Mario, Lorena, đó là những cơn bão nhiệt đới ở vùng Thái Bình Dương, cho thấy đây là cái khu vực biển ấm thì có bão. Ở bên phía Đại Tây Dương thì có Umberto, và xa xa thì có Jerry. Jerry có cái nguy cơ nếu thành cơn bão dữ đó, có thể ập vào vùng phía Bắc, vùng Nam Mỹ. Ở đây là Trung Mỹ rồi, thưa quý vị. Từ Nicaragua, Honduras nằm ở đây, Mexico ở đây, Texas nằm ở đây. Quý vị thấy Imelda nó đang ảnh hưởng, và cả cái khu vực phân nửa tiểu bang Texas này thì bị ảnh hưởng. Louisiana, Mississippi, và kéo về phía Bắc trong ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì có một cái tai nạn rớt máy bay rất là hy hữu xảy ra ở ngay tại tại thành phố Torrance, và cái hậu quả là khiến cho một người chết, một người bị thương rất là nặng, và các giới chức hiện nay vẫn đang điều tra. Thì theo lời cảnh sát của Torrance đó, thì họ được gọi là vào khoảng 12 giờ trưa hôm qua, khi mà có một cái chiếc máy bay cỡ nhỏ đã bị rớt xuống một cái khu strip mall ở trên thành phố Torrance, mà chính xác là ở cái dãy cái góc đường có cái tên là Crenshaw. Cái khu strip mall này thì hiện nay các giới chức họ không nói rõ cái cửa tiệm mà bị máy bay rớt xuống là cửa tiệm nào, nhưng mà trong đây có một cái nhà hàng bán pizza và một cái nhà hàng bán đồ ăn của Mỹ, món barbecue. Đây là một cái chiếc Cessna 177, thưa quý vị. Cảnh sát nói rằng một người đàn ông đã bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện nhưng mà vẫn đang chống chọi được, nhưng mà còn một người đàn ông khác thì đã chết ở hiện trường. Và các nhân chứng thì họ nói người đàn ông mà bị thiệt mạng ở hiện trường là người phi công, và nhân chứng họ nói rằng họ thấy cái chiếc máy bay này bay thấp hơn những cái chiếc bình thường rất là nhiều, tại bởi vì cái nơi này nó nằm gần cái phi trường Torrance, cho nên là mỗi ngày máy bay lên xuống ở đây mọi người họ thấy rất là nhiều chuyện bình thường. Nhưng mà ngày hôm qua cái chiếc máy bay này nó bay rất là thấp, và khi mà chỉ vừa cất cánh lên ở cái phi trường này thì rớt ngay lập tức, thưa quý vị. Hiện nay cơ quan FAA cho biết là theo như hồ sơ họ có được thì cái viên phi công này là có mấy chục năm kinh nghiệm rồi. Tuy nhiên họ vẫn không biết cái lý do vì sao mà phi cơ này bị rớt ngày hôm qua. Quý vị còn nhớ lúc năm 16 tuổi quý vị làm gì không ạ? Thảo Yên năm 16 tuổi em còn nhớ được cái khoảng đó em. Lúc đó em đang ở trong high school. Nhưng mà sinh hoạt của em như thế nào, giống như tương tự như các cô gái khác cũng bạn trai hay là nghĩa là bắt đầu có bạn trai. Chưa có bạn trai. Đang lớn như tuổi lớn lúc rất lúc là ngây thơ. Chỉ đi học rồi về nhà, đi học về nhà. Ngây thơ và khá nhiều tội phải không? Chúng tôi trở lại để mà đặt vấn đề về cái tuổi 16 của mình như thế nào, và đặc biệt để nói đến một cái nhân vật nữ hiện nay. Hôm nay cô có phần điều trần ngay trước
Quốc hội Hoa Kỳ và kể cả Hội đồng Liên Hiệp Quốc nữa về vấn đề mưu sinh. Mời quý vị theo dõi ngay sau phần quảng cáo.